Chơi xe điện tự hành. Để giật là múa ba lê các kiểu mới tập mà chơi. Tăng lớp bánh luôn. Này là mà quán là tôi mà có sân rộng rộng rồi đi phục vụ rồi xài xe này ngon nè. Dạ anh em ơi. Chơi xe điện tí xíu cái này bán cuối cùng với anh đã đặt mà không lấy. À, mình để mình xài luôn. Cái xe này bữa mình đem ra mình chơi rồi, trầy trụa thêm. Còn lúc lấy về là nghe bạn lấy giùm nó không để ý cái chiếc này nó bị nứt mấy chỗ này nhựa nó bé. Rồi mình cũng hoa hết nha, không có ít đơn quá mình không gom đủ số lượng nha. Rồi mình cancel hết anh em nha anh em. Còn chiếc này để chơi luôn. Nó hiệu này nè, đầy đủ thùng bọng. Pin mình thấy xài cũng lâu lắm. Con này mới giá nó khoảng 500 mấy chục, 500 đô á. Chứ không phải mấy cái xe 2 triệu mấy 3 triệu đâu. Nè, mã đây nè. Thì anh em nào thấy trên mạng có bán anh em cứ mua. Mình gom không đủ đơn thì mình không có ấy. Tại vì người ta giao số lượng mới được giá nên là thôi. Nó cũng hơi nặng tiền á nên là nhiều anh em ngán. Như hai cái motor hai bên này, pin LG nó xài cũng lâu. Nặng cỡ 10 kg. Tại vì nó là nhôm. Ở trong nó là nhôm đúc, còn ngoài là cái dàn áo thôi, giống như chiếc xe hay không. Hiệu này nè. Cái hiệu này nó bán tại Nhật trang web. Rồi mình giờ mình không bán là mình review cho anh em biết thêm của dòng xe ha. Nếu anh em thú và thấy lái nó cũng dễ, anh em tập chừng 10 phút 15 phút rồi lái ngon lành à. Cái motor nó có nhôm là chắc để tản nhiệt á. Còn một bên là bên đây là bo bên là pin, như là pin bên này bo bên kia, nhựa ABS cứng cứng. Cái xe này mình vận hành cũng dễ, mình chỉ cần hai cái chân mình nhúi tới trước là nó chạy. Mình ngửa cái bàn chân lên như là bàn chân mình ngửa lên chuối vậy là chạy, ngửa lên như là thắng lại, ngửa là sao là nó ve. Còn hai chân so le thì mình chuối chân này xuống á, chân này giữ nguyên á thì nó sẽ ôm theo cua này ha. Rồi
tại vì bãi nó có về số lượng thì có thể là một số anh em nào đó sẽ lấy bán, mà nó bán không được đợi nó hạ giá, chứ bây giờ nó giao cho mình cao quá mình không có, cũng hơi khó ra à, thì anh em thấy mình thấy chất lượng cũng khá đó, anh em nào có thấy bán mà hợp lý những trang khác bán mà rẻ hay gì đó, hoặc là anh em có nhu cầu mà mua lẻ người ta bán giá lẻ thì anh em mua ha, xài chơi. Cục pin 20 cell của LG thì cũng hết, rẻ rẻ cũng phải hơn triệu hơn rồi nè. LG mà 2 mấy thì tầm phải 40-50 nghìn cell chứ. 10 cell rồi 520 cell triệu. Rồi mặt rồi này kia nữa 1 triệu mấy hả. Rồi còn hai cái động cơ với cái bo điều khiển nữa.